Mình đốt lửa thì khả năng con mẹ nó đậu ở chỗ này nhá. Ui bây giờ rất là đông, có thể nó đậu vào mình hết đấy. Mình sẽ đi gần và tìm kiến. Ui ui giời, nó đậu hết trên này này. Đấy, giờ thì mình có thể đi gần để xem con mẹ nó có ra chỗ nào không. Mình bắt luôn cho vào túi nhá. Có thấy ông chúa đâu không? Đấy, bây giờ mình mà thấy một phát con chú. À đây đây đây. Đây rồi. Đây nhá. Thế là mình đã bắt được con ông chúa nha. Đấy. Chà chà. Thì ra mày trốn đây à. Bây giờ mình đã bắt được con ông chúa và bây giờ mình sẽ mang đi bỏ vào trong túi và cái đắng này cứ để đây đi. Đấy. Cái túi của mình vẫn trong kia nha. Bây giờ mình đã bắt được ông chúa rồi nha. À chà chà, cuối cùng thì cũng chịu ra ngoài và đậu vào đây. Thế là bây giờ đã bắt được. Đấy, bây giờ thì sẽ tiếp tục nhá. Xin mời mọi người theo dõi hành trình tiếp theo của mình nha.